mà theo anh nghĩ thế nào là cái khởi nghiệp về năm xu ạ? Nhưng mà năm xu là như hồi nãy anh mới trình bày đó. Tức là anh nói là khởi nghiệp từ năm xu. Ý nghĩa là sao anh? Vậy luôn nha. Dạ. Đây. Năm xu có nghĩa là hồi xưa là ông này á, ông có một cái đồng năm xu, ông chuyên môn ông đi cạo gió dắt hơi người ta. Dạ. Rồi á, rồi một thời gian rồi bắt đầu ông tích lũy từ từ ông lên, bây giờ ông thành công thì ông mới ghi là ông khởi nghiệp từ lúc mà có năm xu, có nghĩa là ông từ lúc ông đi cạo gió dắt hơi á. Dạ. À. Ông ấy làm nhiều nghề lắm, em thấy ông đi phụ. Phải nói rõ như vậy chứ không á, người ta động tống hiểu, ta tưởng là cái gì ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra là nó chỉ là đi đơn giản từ dắt hơi cạo gió thôi. Dạ, từ lên từ năm xu, cảm ơn anh. Rồi chừng nào có tặng sách thì nhớ gửi nha. Không, hôm nay tặng luôn ạ. Cho em hỏi tí, cho em xin một ít thông tin của anh tên gì và bên phía công ty nào ạ? Hoặc là cho em cái nền tảng đi. Anh này là một khách hàng tuyệt vời nhất từ hôm đầu hội chợ tới giờ. Cái này là tôi lụm của người ta nha. Không, em lấy niêm cạc của anh á. Thì tôi lụm của mấy ông bên kia. Nhưng mà của anh đâu? Mày đổ đứa vậy đi rồi. Hả? Cái này của anh á. Cái này của anh luôn à? Sơn. À, anh Sơn. Đây là anh Nguyễn Ngọc Sơn, công ty chất lượng tri thức. Anh này mình biết rồi. Nghe công ty này rồi. Nghe nào, tôi có làm đâu, tôi đóng cửa đời nào rồi. Thì cứ giới thiệu luôn, cảm ơn anh Sơn nhá. Một bài giới thiệu rất hay về cuốn sách Vượt Biển Lớn của Thị Duy. Post lên Facebook là phải hỏi ý kiến nữa nha. Dạ không, không post đâu. Post lên Facebook là phải hỏi ý kiến á, chứ bây không. Giờ người ta vô tôi like nhiều quá là kẹt tôi. Vậy bây giờ em hỏi luôn, em post lên Facebook anh Sơn nha. Anh ok không. Cái đi. Bây giờ á, anh post lên là người ta like nhiều quá là kẹt tôi. À. Nổi tiếng. Người ta tìm đến nhiều quá, thì ra là vậy. Có những người bây giờ phải hạn chế nổi tiếng.